Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với vlog tiếp theo của mình. Không biết là mọi người đã từng đi dự đám cưới ở Hàn Quốc bao giờ chưa nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình đi dự đám cưới ở đây. Và hãy cùng theo chân mình trải nghiệm xem là nó có điểm gì khác so với đám cưới Việt Nam không nhé. Let's go! Đám cưới mà mình tham dự lần này được tổ chức ở Incheon. Và từ Seoul đi đến Incheon thì đi tàu mất khoảng gần 2 tiếng. Thì mình đã đến Incheon rồi. Một lát nữa đi xe buýt đến và mình sẽ đến được đám cưới thôi. Ta-da! Nhân vật chính của đám cưới là một người chị rất là thân thiết với mình, quen ở công ty khi còn làm việc ở Việt Nam. Hai anh chị đã gặp và quen nhau ở công ty luôn, nên có chuyện tình yêu công sở rất là đẹp. Và sau 3 năm thì hai anh chị đã chính thức về một nhà. Tiên thì mọi người có thể thấy là mẹ của chú rể và cô dâu cùng bước vào lễ đường, sau đó làm nghi lễ chào hỏi lẫn nhau. Đây, nhân vật chính đã xuất hiện, cô dâu chú rể cùng bước vào lễ đường. Hôm nay cô dâu xinh đẹp biết bao, mình rất là ấn tượng với chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu của cô dâu luôn ý. Sau đó thì cô dâu và chú rể cùng tiến hành các nghi lễ theo hướng dẫn như là chào hỏi, đọc tuyên thệ hay là lời hẹn ước gì đó dưới sự chứng kiến của mọi người, có lẽ giống như là mấy cái bộ phim hàn sảnh mà tôi hay xem ý. Thực sự thì tôi định kể với mọi người cái này, nhưng mà hôm nay tôi đã bỏ lỡ một vài khoảnh khắc quan trọng trong đám cưới, nhất là việc đăng ký hát tại một ca khúc nhạc phim, nhưng vì đến trễ nên đã bị hủy. Hay là mấy đoạn bỏ thùng mừng cưới như nào thì tôi cũng không quay cho mọi người xem được.
Đứng trước ánh mắt giận hờn của cô dâu thì tôi xin chừa cái tội cao su từ đây. Nên chụp hình cùng cô dâu chú rể, nhưng mà nó không chỉ có một hai kiểu thông thường đâu mọi người ơi. Tôi đứng tạo các kiểu dáng giống như ông thợ ảnh kêu. Tạo dáng đi nào, nhìn mấy ảnh nào, nào kiểu khác nào, lần nữa nào. Trái tim rồi là bắn tim, ấu dề luôn. À đây còn nữa, để thêm không gian lung linh huyền ảo, một bức ảnh phát sáng hàng ngàn ánh sao. À không, không được hàng ngàn ánh sao đâu. Chúng tôi đã cùng cầm điện thoại lên rơi cho nó thêm mơ thị mộng để có thể bức ảnh đẹp nhất. Đây rồi, cuối cùng thì giây phút mà mình yêu thích cũng đã đến, đó là đi ăn cỗ. Tôi bước vào thì đã có rất đông người đứng xếp hàng chọn đồ ăn rồi. Nào thì các loại thịt chiên, xào miến, trứng rán, các loại trộn, bánh kim chi, rồi là bánh gạo, bánh hành. Với cả cái bánh gì đây thì tôi cũng không có biết. Em ăn không? Okay. Sữa và bánh kem cũng có nữa này. Nhìn mấy chiếc bánh kem tôi lại nhớ đến mấy đứa bạn của mình. Chả nhẽ lại mang về cho nó vài chiếc. Đây rồi, đồ của tôi cuối cùng cũng đã chọn xong. Nâng cốc thôi. Giờ em sẽ có những câu hỏi dành cho chị. Chị phải trả lời. Hãy miêu tả 3 từ tả về cảm xúc của ngày hôm nay. Hồi hộp. Vui. Thế hôm nay chị đã dậy từ mấy giờ? 5 giờ. 5 giờ. Ừ. Kiểu như là mày sắp kìa. Mày thề run chân không thể làm được. Thế hôm nay chị thấy chú rể thế nào? Cảm ơn mọi người đã xem vlog lần này của mình. Hãy cùng chờ đón những vlog em tiếp theo của mình đùa nhé. Cùng ai khác. Cùng chẳng thể trách em chọn ai đó, hay mình đã có cái gì đâu.